Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring Merida Explorer 500, một dòng xe đạp mang thương hiệu Merida rất là nổi tiếng trên toàn thế giới và cũng như là được những khách hàng tại thị trường Việt Nam cũng rất là yêu thích cái thương hiệu Merida này. Một chiếc xe được chạy bộ chuyển động Shimano Tiagra, cặp đĩa Shimano và cặp bánh 700C, khung nhôm hút sơn nguyên bản thương hiệu Merida, đĩa trục rỗng FSA Mỹ, bộ gạt đĩa Shimano 9 Speed, bên này là chuyển số, đè chuyển số Tiagra cũng có 9 lít 2 đĩa 3 đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ khung chiếc xe là khung nhôm, nước sơn nguyên bản thương hiệu Merida, model Explorer 500, chiếc xe đạp touring rất là phù hợp cho các bác mà đi thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe ở những cái tuyến đường phố hàng ngày, nhẹ nhàng êm ái. Dùng bộ phanh cơ V, phanh chữ V rất là quen thuộc ở những chiếc xe đạp bãi, phanh V. Trên ghi đông cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano với 9 speed, bên này 3 tiếng, 3 lít và 3 đĩa và 9 lít, có 27 tốc độ khác nhau. Bánh 700C, máy Tiagra luôn, rất là ngon, máy Tiagra. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên là 47 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75, đi là phù hợp. Chiếc xe này nó được bán bên em mức giá rất là tốt, chỉ có là 10.600.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Và các bác mua xe tại cửa hàng thì sẽ được bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.